Video này mình sẽ hướng dẫn cho em cách thay cái con chép ha. Rất là đơn giản luôn. Mặc định với con lo này, anh em sẽ mặc trước, anh em sẽ có cái mài gỗ như vậy nè. Đó, anh em dùng lục giác. Lục giác này chắc cỡ lục giác 3 đó. To hơn xíu ha. 3 4 đi, lục giác 4, anh em tháo cái mài ra. Đó, rồi tháo ra. Đó, anh em sẽ lấy con vít á, vặn 6 con ốc đi ra, 4 con chứ. 4 con để anh em quay cái mặt ra ngoài, hoặc là em có thể tháo ra để ngoài luôn cũng được. Đó, ở đây thì mình đó có hàng trưng bày, mình tháo ra mình thay cho anh em thử luôn, anh em coi như thế nào ha. Rồi, cái nút này là nút gài dây điện vô. Anh em cứ việc là giống như dây điện nè. Đó, nó chưa chẳng vậy nè. Đó, anh em tháo gài ra. Không hơn dây xanh này nè, là đi vô màu đỏ. Dây đen là vô màu đen ha. Anh em tháo ra cho đúng rồi, hoàn gắn vô cho đúng. Anh em gắn sai một cái là nó cháy chép nữa. Đó, ví dụ trường hợp mà nó bị hư chép, đứt chép gì đó thì bên mình sẽ gửi cho em cái con chép khác anh em thay. Thì bước thay là giống như video mình đang làm đây. Mình tháo ra nè. Tháo ra nè. Đó, anh em cần cho mình một cây lục giác 3 ha. Đó, mình tháo từ từ ra thôi. Đó, rất là đơn giản. Đó, do là ở đây ví dụ như anh em ở xa quá thì không có thể là bên mình không có thể đi thay cho anh em được, nên là anh em hỗ trợ mình thay mấy này ha. Đó, thì nói chung là vấn đề đứt chép không ai mong muốn cả, nhưng mà ví dụ như có trường trục trặc xảy ra thì đây là cái cách để anh em thay. Đó, đây đây là cái con chép hoàn thiện của chúng ta nè. Đó, đây ví dụ như bị đứt chép thì ở đây nó sẽ cháy đen nè, nè cái dòng này nó sẽ cháy đen luôn. Đó, thì thay vô thì anh em đây cái con chép mới nè. Đó, em có thể thay vô giống như nãy giờ những gì mình đang làm ha. Lưu ý mình cái này anh em thay vô cho nó nhẹ tay chứ đừng có mà mạnh quá nó hư cái này ha. Đó, rồi ốc án rồi các thứ thì nằm đây hết, cứ việc là để về thay. Đó, ốp vô nè. Thôi ốp vô đây trước đi nè, ốp vô ví dụ vậy ha. Đó, ốp vô thì nó sẽ mặc định nó có như vậy đó. Rồi ốp vô thôi. Đó nè, ốp nhẹ nhàng vô ha, canh ngay lỗ ốc nè. Đó, cực kỳ là giản đơn, cực kỳ là đơn giản. Đó, rồi bắt đầu dặn lại. Nói chung đây là ai cũng có thể làm được, nam nữ gì đều có thể làm được. Đó, đó được một con. Con thứ hai nè. Đó. Rồi, con thứ ba. Thông thường anh em dặn 4 ống này dặn lỏng rồi, hồi xiết nó sợ sâu ha, đừng có dặn chắc ngay từ đầu nha, nó lệch nha. Lỏng rồi. Rồi, đây nữa cũng vậy luôn. Đó, sau khi dặn lỏng xong rồi bây giờ mình tới lưới mình siết chắc lại ha. Đó, siết chắc anh em dùng cái đầu nhỏ này nè, quay cho nó chắc nè. Đó, vừa thôi nha, nó bể cái nắp này cũng mệt lắm nha. Đó, vừa tay rồi. Đó, siết là 4 con. Ok, đó là mình đã thay xong hoàn tất một cái con hai con chép ha. Đó, rồi ví dụ có trục trặc gì đó anh cứ việc lấy ơi liền cho mình. Rồi ví dụ như đứt chép thì bên mình sẽ gỡ chép xuống thay cho anh em. Đó, rồi. Ok, anh em thấy như nào? Có thắc mắc gì thắc mắc nào thì để lại bình luận dưới nha.